Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý tăng ni và toàn thể Phật tử, đây là một cái việc làm hơi đột xuất, bởi vì chúng tôi không có dự ý ghé ở Quảng Ngãi, mà chỉ nhận lời mời của ban thi sự ở Hội An thì chúng tôi lên đó. Nhưng rồi có quý cô ở đây vào trong ấy mời, nói rằng đây là nằm gần bên đường quốc lộ, đi ghé không có gì khó khăn gì, thì tôi cũng nghĩ tình, dù muốn dù không, ở đâu là người xuất gia tôi coi đều là người thân thiết ở trong nhà, cho nên là tôi hứa nhận ghé lại đây. Rồi tôi cũng ngỡ ghé lại đây chỉ có một số ni chúng tại chùa, chứ không ngờ ban toàn trong giáo hội ở đây quý vị lại có cái nhã ý tốt để hợp tác và đi đón dọc đường, thì cái điều đó tôi rất là cảm động. Nghĩ rằng cái tình đạo tôi không có mong mỏi mà nó lại được, tức là tôi ngỡ chỉ là ghé đây với một số quý cô ở tại chùa an cư thăm viếng vậy thôi, mà đây lại được toàn thể chư tăng trong tỉnh và chư ni đều quy tụ về, đồng thời có gia đình Phật tử và các Phật tử cũng tụ họp lại, thì điều đó là cái điều quá cái tưởng của tôi. Bởi vậy trong khi đi đường nhọc nhằn mà tôi cũng không nỡ từ chối, không nói pháp cho quý vị nghe. Như vậy thì hôm nay cái bài pháp mà tôi tâm đắc nhất là bài pháp Lục Hòa của Đức Phật, và tôi xin đem ra để nhắc chư tăng chư ni, những người xuất gia chúng ta ứng dụng, và cũng nhắc cho gia đình Phật tử, cho toàn thể Phật tử biết sống đúng với cái tinh thần Phật mong mỏi người Phật tử phải thực hiện. Bởi vì khi tu và khi tôi lập ra thiền viện, nghiên cứu kỹ trong giới luật của Phật, thì cái sáu điều hòa thuận Đức Phật đặt nó là cái căn bản. Bởi vì nói tới tăng ni đó là nói tới lục hòa. Bởi vì tăng theo cái chữ Phạn phải là Sangha, Trung Hoa dịch âm đọc là tăng già, còn dịch nghĩa là hòa hợp chúng, nghĩa là một số người tu hoặc tăng hoặc ni sống chung với nhau một chùa hoặc một tập thể, sống hòa hợp vui vẻ để tu hành, đó gọi là hòa hợp tăng. Mà gọi hòa hợp thì đó là tăng, còn nếu thiếu hòa hợp thì đó là thiếu cái nghĩa tăng. Như vậy thì Phật đặt cái hòa hợp là trên tất cả những cái giới luật. Nếu mà chúng ta sống không có hòa hợp thì không bao giờ sự tu hành chúng ta tiến. Bây giờ tôi đi từng bước một, là
đối với chư tăng chư ni ở thiền viện chúng tôi, khi mà đọc nội quy thì trước là phần lục hòa. Lục hòa thì chắc là quý vị đã thừa biết hết rồi, nhưng mà tôi cũng xin nhắc lại từng phần để cho quý vị thấy cái chỗ rất là thấu đáo mà Phật dạy chúng ta. Trước hết là thân hòa đồng trụ, quý vị nhớ phải không? Đó, thì cái thân hòa đồng trụ này đối với thời Đức Phật rất là dễ, nhưng mà đối với chúng ta ngày nay thì hơi khó một chút, bởi vì sống chung một chùa, chung một tịnh xá thì cái thân hòa đồng trụ nó dễ, tức là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng tu hành như nhau, không có sai biệt. Thì tất cả cái nếp sống hàng ngày, cái công tác hàng ngày và cái hạnh kiểm tu hành hàng ngày đều phải giống hệt nhau, như nhau, thì đó gọi là thân hòa đồng trụ. Thì như vậy chúng ta sống hòa hợp, nhưng trường hợp khác là quý vị sống ở trong một chùa thì cái hòa đó nó hơi dễ. Còn nếu sống mỗi thầy hoặc mỗi cô ở mỗi chùa thì cái hòa đó nó cũng hơi khó. Vì vậy mà cái thân hòa đồng trụ chỉ cho một cái tập thể chung sống một nơi, một chỗ, chứ không có chỉ cho những người sống rời rạc. Đó là một cái điều mà thiệt thòi cho những vị sống riêng tư. Như vậy thì chúng ta là người tu, đối với cái thân hòa đồng trụ này nó thật là dễ, bởi vì chúng ta không có ở riêng, không có quyền lợi riêng, cho nên làm thì cùng làm, ăn thì cùng ăn, mặc thì cùng mặc, hay là mọi cái công tác giờ tu hành vân vân, chúng ta đều nhịp nhàng với nhau, hòa hợp như vậy thì cái nết đạo đức trong chùa rất là tốt. Đó là nói về cái thân hòa đồng trụ. Rồi đến cái thứ hai là khẩu hòa vô tránh, tức là cái miệng mình hòa hợp với nhau, không có cãi lộn, không có nói những lời dữ, lời nặng nề nhau. Đó là không tranh hơn, tranh thua với nhau. Thì cái điều đó tất cả chư tăng chư ni thấy dễ hay khó? Quý vị nhất là bên phái nữ sống chung với nhau 5-10 vị ở trong chùa, thỉnh thoảng có cãi với nhau không? Nói thật thà, có không? Có. Mà có thì phạm cái lỗi khẩu hòa vô tránh, mà này tránh rồi, tránh tức là tranh rồi, phải không? Thì cái điều này là cái điều rất là khó, mà tôi nói đây, nói chung luôn, kể cả người tại gia như các Phật tử nhỏ và lớn cũng phải tập cái hạnh này. Sống làm sao chúng ta được khẩu hòa vô tránh, tức là miệng mình nói những lời hòa nhã, nhẹ nhàng, dễ mến, dễ thương, chứ không có cãi lẫy to, không có rầy la lớn. Thì như vậy đó là cái khẩu hòa vô tránh. Nhưng mà e rằng có quý vị hoặc làm trụ trì hoặc là làm chi sự để nói rằng sai làm mà không chịu làm, không rầy sao được, phải không? Không còn bảo làm đằng này mà đi làm đằng khác, không rầy sao được, không la sao được. Thì như vậy rầy la cũng có lý. Có lý không? Chắc là mới thì thấy có lý, nhưng với cái đạo đức thì nó khác. Bởi vì chúng ta
lâu nay có một cái quan niệm, cái gì mình nghĩ mình cho là đúng là phải, mà ai làm nói khác hơn mình thì mình không có vui. Mà không vui á thì phải có cãi. Thí dụ hai người, người nói cái vật ở trước mắt đó là đẹp, như thấy hoa hồng người nó đẹp, còn người chê xấu. Thì hai người, người nhìn thấy cái hoa hồng đó đẹp, người nhìn thấy hoa hồng đó xấu, thì người nói hoa hồng đẹp thì vị người nói hoa hồng xấu chê, nó bậy, nó xấu vậy mà đẹp cái gì, thì cãi không? Quý vị có cãi không? Mình thấy đẹp, khen đẹp, người khác lại chê xấu, thì cãi hay không? Khỏi cãi. Chắc khó mà nín được, phải không? Khi mình nói là đẹp mà người khác chê là xấu là bực bội, rồi cãi với nhau. Nhưng mà cái điều đó phải là chưa phải? Mỗi người có quyền nhìn, mỗi người có quyền nhận định. Mình nhận định đẹp, đó là cái nhận định riêng của mình. Người khác nhận định xấu, đó là cái nhận định riêng của người đó. Thì như vậy muốn khỏi cãi thì phải sao? Nói sao cho khỏi cãi? Thì đây là cái câu trong kinh A Hàm Đức Phật dạy. Đức Phật bảo rằng người biết tôn trọng chân lý là khi mình nói điều gì thì chỉ nói rằng đây là cái nghĩ của tôi, nghe đó thôi. Rồi người khác khi nói điều gì cũng nói đây là cái nghĩ của tôi, không có thêm một chữ. Quý vị nhớ chữ gì? Chữ đúng, phải không? Nói là đây là cái nghĩ của tôi đúng, thì người khác cũng nói đây là cái nghĩ của tôi đúng. Như hồi nãy tôi thí dụ, nếu người nói hoa hồng là đẹp, cái đó là đúng, nói khác là sai. Mà người kia cũng nói hoa hồng xấu, không đẹp, cũng nói là đúng, thì có hai chữ đúng đó đó, có cãi lộn, phải không? Còn nếu nói cái hoa hồng này đẹp, đó là cái nhận định của tôi. Người khác nói hoa hồng xấu, đó là nhận định của chị. Thì mỗi người có quyền nhận định. Hoa hồng nó không cãi đẹp xấu gì hết, mà mình cãi lộn nha làm chi, phải không? Nó là nó thôi. Tại vì mình cho cái nhận định mình là đúng, rồi người khác nói ngược lại cho mình nổi sân lên. Quý vị có hay sân không? Sân tại vì người đó không có nói đúng theo cái nhận định của mình. Mà thưa tất cả quý vị, chúng ta nhận định có chân lý chưa? Cái nhận định của chúng ta có chân lý chưa? Đâu có bảo rằng là chân lý, mà rồi mình cho nó là đúng, tức là bắt buộc nó phải là đúng rồi, phải là đẹp rồi, chứ không ai nói khác được. Thì như vậy nó mới có sự cãi vã với nhau. Tôi nói thí dụ nhỏ, rồi quý vị nhìn lại ở trong chùa, hai huynh đệ cãi nhau thì cũng chẳng qua là cái nhận định khác thôi. Nhưng tôi thường ví dụ, tôi nói tôi ngồi trên núi ở Trúc Lâm, rồi tôi thấy ở bên hướng nam có cụm mây đen, cái gió thổi đùa qua lá cái mưa tới ào ào. Thì hôm nay tôi thấy như vậy, rồi ngày mai tôi cũng ngồi đó tôi chơi, tôi thấy cụm mây đen, rồi tôi nghĩ rằng thế nào cụm mây đó rồi cũng sẽ mưa tới. Tôi nghĩ như vậy là lấy cái kinh nghiệm hôm qua để tôi đặt lại bữa nay. Mà tôi nói rằng hôm qua thấy cụm mây đen
rồi gió thổi rồi mưa tới, hôm nay có rồi mây đen ở hướng đó, gió thổi thế nào cũng mưa. Rồi khi đó đồ đạc phơi ngoài sân, trong nhà hay ở ngoài xào quần áo, rồi tôi kêu quý vị phơi đồ phải đem vô để lát nữa có mưa. Tôi kêu vậy mà nếu người nào không chịu nghe lời tôi có giận hơn. Thử quý vị ở cái vị trí của tôi có giận không? Chắc dễ giận quá mà mình nói trời mưa, mà cái kinh nghiệm hôm qua mình như thấy như vậy thì bữa nay thấy vậy thì có lẽ là sẽ mưa, rồi mình kêu đem vô người ta không đem, cái mình giận la lên. Nhưng một lát rồi cái gió bên phương bắc nó thổi tạt qua cái hết mưa, thì lúc đó sao? Mình kêu người ta đem đồ vô, bây giờ không mưa thì có xin lỗi người ta không? Dám xin lỗi không? Chắc không dám đâu, phải không? Lỡ rồi làm thinh, không ai nhắc, không ai kể tới thì thôi, thông qua luôn. Còn nếu mà khi mình kêu đem đồ vô mà ta không nghe lời thì rầy là quý vị làm trụ trì, làm tri chúng rồi hay có cái lỗi đó đó. Cái gì mình thấy kinh nghiệm hôm qua hôm kia nói như vậy, bữa nay bảo làm đúng như cái kinh nghiệm của mình mà ta không làm thì mình liền nổi giận. Nhưng mà ở trên thế gian này mọi sự việc xảy ra nó đều tùy duyên. Cái duyên hôm qua khác vì có gió thuận chiều, còn cái duyên hôm nay khác tuy có chuyển mưa mà gió ngược chiều, phải không? Thì cái mưa nó đã không có rồi. Như vậy thì tất cả cái suy nghĩ của chúng ta nó có đúng chăng đúng một phần thôi, chứ chưa có phải là tuyệt đối. Mà chúng ta khi suy nghĩ cái gì cho là đúng thì lại nghĩ cái đó đúng tuyệt đối, ai làm khác chúng ta thì nổi giận liền. Như vậy thì cái nổi giận đó nó gây ra cái ác khẩu. Ác khẩu tức là nói bậy, nói những lời vô nghĩa khiến cho người ta giận, thì đó là phạm một cái lỗi là khẩu hòa vô tránh, mà mình lại khẩu bất hòa thành nó sanh tranh cãi, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta tu ở chùa điều chúng, chúng ta phải nhớ được cái điều đó để sống sao cho cái người đến trong chùa, trong tịnh xá của chúng ta trọn ngày không nghe một tiếng la hét nào hết thì đó mới là tốt, mới là vui hòa. Còn nếu vào chùa lát nghe cô này la, cô kia cự, vân vân, thì cái đó hòa không? Mà nếu mình không hòa, dạy Phật tử họ sống hòa vui được không? Cho nên Phật bắt buộc chúng ta phải lấy cái hòa của mình để làm cái nền tảng, rồi dạy mọi người mới được. Đó là tôi nói cái khẩu hòa vô tránh, là chúng ta cứ nghĩ rằng cái nhận định, cái hiểu biết của mình nó có đúng chỉ là phần nào, chứ không bảo là trăm phần đều đúng. Cho nên ai có cãi lại thì chỉ nói rằng đây là cái thấy, cái hiểu của tôi nói như thế. Còn anh chị có thể thấy hiểu khác thì cái đó cũng không có lỗi gì. Chờ coi sự việc nó đến đâu, nó ra sao, chứ đừng có vội cãi. Nhiều khi sự việc nó không có đến mà chúng ta cãi lộn trước khi nó đến. Đó, đó là cái điều không có vui, không có tốt ở trong nhà đạo. Đó là cái thứ hai, là khẩu hòa vô tránh. Mà bây giờ quý vị hơi lớn lớn ở trong chùa xét kỹ lại cái này mình làm được chưa, được chừng bao nhiêu phần? Nếu 100% thì quý vị được chừng nhiêu phần? Chắc chừng 50,
thấy không? Nhiều lắm là 60-70 thôi, chứ chưa có trọn vẹn. Bởi vậy nên chúng ta phải tự kiểm rồi tự biết để mà chỉnh lại cái gì chúng ta chưa làm được. Cái đó là ý hòa đồng diệt, là cái ý của chúng ta hòa hợp với nhau, cùng vui vẻ với nhau, hòa vui. Mà muốn hòa vui thì phải làm sao? Phải cố chấp cái ý của mình, hay là phải đừng chấp chặt cái ý? Nếu mình nghĩ cái gì cho cái nghĩ mình là đúng, hay là mình thích cái gì cho cái thích mình là đúng, người khác họ không bằng lòng, họ khuyên, họ ngăn, thì có nổi giận không? Mình thích cái đó mà họ lại không có làm, không có giúp cho mình được thành công, mà họ còn ngăn cản mình có nổi giận không? Chắc giận quá, phải không? Tôi muốn như vậy đó, mà anh hay là chị ngăn cản tôi, không cho tôi thực hiện được cái ý của tôi, thì đó là cái gốc để chúng ta nổi giận. Mà sống ở trong huynh đệ, thưa quý vị, tất cả ý niệm suy gẫm đều giống hệt nhau, hay là mỗi người mỗi ý? Giống hệt hay mỗi người mỗi ý? Hầu hết là mỗi người mỗi ý, không ai giống ai. Nếu mà giống hệt chắc Phật không có bắt mình hoài chi. Mà tại vì người nghĩ thế này, người nghĩ thế nọ không có giống nhau, mà sống chung với nhau mà cái ý niệm không có giống, không có hợp, thì sống chung có vui không? Chắc sống thì sống gượng thôi, chứ vui không có vui. Mà nếu tu mà còn có những cái hơi bực bội, không vừa lòng, không có mãn ý, thì sống với nhau 5 người, 10 người, 20-30 người, cả 100 người thì chắc là lộn xộn lắm, không có yên được. Bởi vậy cho nên cái hòa của ý đó là cái hết sức quan trọng. Mà muốn hòa thì chúng ta phải làm sao? Ở đây chúng ta phải kinh nghiệm Phật dạy tất cả chúng ta tu muốn hòa thuận với nhau thì không nên giữ cố chấp cái ý riêng của mình, không nên bám giữ cố chấp cái ý riêng của mình. Tại sao? Bởi vì cái ý là cái suy nghĩ sinh diệt luôn luôn. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, từ trước đến giờ quý vị suy nghĩ cái gì trúng cái ấy, hay là suy nghĩ 10 cái trúng được 5-3 cái thôi? Suy nghĩ trúng hết hay có cái trật? Nếu có trật thì biết rằng cái ý của mình nó chưa có toàn vẹn, chưa có bảo đảm. Mà chưa toàn vẹn, chưa bảo đảm thì có gì đâu mà cố chấp. Như vậy quý vị xét thấy, nếu mà ở thế gian suy nghĩ cái gì trúng cái nấy thì người ta có nghèo có khổ không? Chắc không ai nghèo khổ đâu. Nếu suy nghĩ đâu thì ra đó, đều đúng hết thì người ta làm giàu hết rồi. Ở trong đạo cũng vậy, chúng ta tu mà nếu mình nghĩ cái gì đều đạt được cái đó thì chắc ngày nay chúng ta chùa to Phật lớn mà thiên hạ họ đều quy phục cho chúng ta hết. Nhưng sự thật không phải vậy. Mình nghĩ trúng được phần nào chứ không phải hoàn toàn. Bởi vậy cho nên không phải hoàn toàn mà cố chấp mà bảo vệ thì đó là cái sai lầm. Và từ cái sai lầm đó chúng ta sanh ra tranh cãi,
chúng ta sanh ra bực bội với nhau, sống trong cái chỗ không còn tình, không còn nghĩa. Vì vậy mà nên biết rõ rằng Phật dạy chúng ta sống phải giữ cái ý hòa đồng duyệt, tức là ý hòa cùng vui, vui với nhau, chứ không có buồn, không có giận, không có oán hờn. Bây giờ tôi hỏi thực tế, tất cả quý vị ở trong chùa có 50 đệ tử, hay là ở trong tịnh xá, ở trong cái thiền viện hay là nội viện tăng hay ni, tất cả chúng ta đều hoàn toàn vừa lòng, vui vẻ nhau hết không? Có vừa lòng vui vẻ nhau hay không? Hay là ráng nhẫn, ráng nhịn? Quý vị có ráng nhẫn không? Chắc nhẫn lắm, nhịn lắm cho nên nó mới yên. Chứ thiệt ra không ai bằng lòng ai. Đó là một cái chuyện thường, đó là một lẽ thật. Như vậy thì trong cái sự tu hành này, chúng ta phải xét cho thật kỹ. Chúng ta tu là để giải thoát sinh tử, tu là để cứu độ chúng sinh. Mà nếu ở trong chúng 5 người, 10 người mà người này ý nghĩ khác, người kia ý nghĩ khác, nhiều người đều khác nhau hết, rồi mỗi người đều cố chấp như vậy, thì chúng ta sống có hòa có vui không? Mà mình 5-10 người không hòa vui được, mà nói độ chúng sanh, độ cái gì? Độ ai? Phải không? Chính mình cãi lộn nhau hoài, bây giờ đòi đi độ, độ người này, độ người kia, độ cho nhiều để cãi cho lắm sao? Phải không? Cho nên cái căn bản mình thu được bao nhiêu đệ tử, thu một nhiêu, bao nhiêu học trò, thì mình phải khéo điều hòa cho mỗi người sống bằng cái tình hòa hợp, không có những cái ý niệm riêng tư, sống được hòa vui như vậy. Ai đến chùa, đến tịnh xá của mình đều thấy cả một cái niềm vui nó toát ra, không có cái gì khó chịu hết. Còn nếu mà ở chùa hay ở tịnh xá của mình nội bộ huynh đệ không hòa không vui, ý không có hợp, rồi ai Phật tử nào tới cái là gặp, cái là thố lộ ra những cái bất bình của mình, thì đó là làm cho Phật tử họ càng sợ, càng tránh, không có đến với mình nữa. Như vậy thì cái quan trọng là chúng ta phải hòa được với nhau. Đó là cái điều mà người tu không thể thiếu được. Còn đến như những phần sau, như tới cái phần kiến hòa đồng giải, tức là thấy biết hòa với nhau để mà giải thích, để cùng hiểu với nhau. Rồi giới hòa đồng tu thì cái chuyện nó cũng là dễ, mình giữ giới không dám phạm để cùng hòa nhau tu. Thì cuối cùng là cái lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân là cái chuyện ở trong chùa, trong tịnh xá, nếu mà ai cúng cái gì cho chung thì cùng chia, cùng sống với nhau, chứ không có người nhiều người ít. Nhưng mà cái bệnh của Phật tử của chúng ta bây giờ thì thấy cô nào, thầy nào dễ thương thì cũng nhiều một chút, phải không? Bởi vậy rồi nói đồng quân mà người ta cúng người này nhiều, cúng người kia ít, mà cái người được nhiều đó cũng đâu có nở chia, phải không? Rồi thành thời gian cái người trong chùa, người giàu người nghèo, người nghèo không có xu con, rồi người thì dư giả xài không hết. Thì đó là cái bệnh của Phật tử, do thích hợp ai, thương người nào nhiều thì cúng cho người đó. Bởi vậy cho nên vì muốn thực hiện cái điều này
mà tôi bắt buộc tăng ni ở trong các thiền viện không được nhận tiền riêng. Ai cúng thì cúng chung, cho cái tập thể thì cái ban quản chúng nhận, nhận rồi sắm sửa tất cả những cái nhu cầu để rồi chia đều với nhau, chứ không có được thương người này cúng nhiều, không thương người kia cúng ít, không được cái đó. Còn ở chùa chúng ta thì thêm một việc nữa là thầy nào có cái âm ba được tốt, đi tụng kinh cho Phật tử trong đám này đám nọ, tụng nghe rất là hấp dẫn, cái thì sao? Phật tử cúng khá một chút. Còn thầy nào mà tụng hơi tiếng khàn khàn, nghe không hay, cúng ít ít một chút. Như vậy là từ từ là thầy này cũng khá giả hơn thầy kia. Đó, đó là làm cho cái lợi hòa nó không được đồng, không được giống như nhau. Như vậy thì trong sáu cái điều hòa của nhà Phật thì tất cả chúng ta xét cho thật kỹ để mà ứng dụng tu hành. Nếu chư tăng chư ni sống chung với nhau trong một cái chùa hoặc là một cái tịnh xá đều hòa hợp như vậy thì Phật pháp truyền bá rất là dễ dàng, vì ai tới khỏi cần thuyết pháp họ nghe, họ nhìn thấy cái nếp sống của mình trên dưới thuận hòa vui vẻ thì họ đều quý đều mến. Còn giờ thuyết pháp hay mấy đi nữa, người ta nghe người ta thích ta phục, nhưng mà lại tới chùa của mình, lại tới chỗ của mình, rồi thấy trong chùa lục đục với nhau, kẻ phiền người giận, thì tất nhiên người ta cũng thối bồ đề tâm. Như vậy cho nên cái trọng tâm của người tu dù không có giỏi nhưng mà khéo điều hòa, khéo sống được đúng với cái tinh thần lục hòa của Phật thì đạo Phật sẽ được phát triển mạnh, và người Phật tử sẽ càng ngày càng tính tâm sâu đối với Tam Bảo hay là đối với Tăng Bảo. Đó là một cái lẽ thực. Vì vậy mà tôi muốn đem ra đây nhắc cho tất cả tăng ni trong cái mùa an cư kiết hạ năm nay, quý vị tập sống từ từ theo cái tinh thần lục hòa, dù chưa trọn vẹn mà chúng ta cũng phải tập cho được. Như vậy thì sự tu của chúng ta sẽ vui, sự tu của chúng ta sẽ được lợi lạc. Còn nếu mà chúng ta không tập cái đó thì sự tu có hình thức thôi, chứ còn cái an vui lợi lạc thì nó không có bao nhiêu. Đó là tôi nói riêng cho tăng ni. Còn bây giờ tôi nói qua cái giới Phật tử. Giới Phật tử thì nhiều Phật tử muốn có cái hòa nhưng mà thật là khó. Ở đây chúng ta nhớ kỹ cái hòa ở trong gia đình. Như kỳ rồi, tức là năm 96 tôi có sang Mỹ, thì có một số Phật tử ở Cali họ ham tu thiền, họ xin tôi để lập một cái đạo tràng. Đạo tràng đó cũng được 30-40 người cùng tu. Họ xin tôi cái tên đạo tràng. Rồi tôi nhớ chư tăng thì giữ lục hòa, bây giờ Phật tử phải giữ mấy hòa đây? Tôi cho tam hòa. Tam hòa thôi, khỏi có lục hòa. Bây giờ tam hòa này tức là nói chung cho Phật tử ở ngoài. Nếu Phật tử ở ngoài tại gia đình của mình mà biết giữ được tam hòa thì chắc là Phật tử tiến bộ lắm. Tam hòa là gì? Thân hòa, khẩu hòa và ý hòa. Đó. Mà thân hòa thì cũng dễ rồi, chỉ có khẩu hòa và ý hòa đó khó hay dễ? Nhất là Phật tử ở tại gia ít có chịu khẩu hòa lắm.
Tại sao lại không chịu? Bởi vì luôn luôn nghĩ rằng mình nói cái gì mà người đó không bằng lòng, không có nghe theo thì giận không? Mà giận rồi sao nữa? Trong bụng giận rồi thì nó thốt ra lời dễ chịu hay khó chịu, nhã nhặn hay là thô lỗ? Chắc là khi mà trong lòng không bằng lòng, không đồng ý thì sẽ thốt ra cái lời thô lỗ. Mà thốt ra lời thô lỗ thì người kia nghe cái lời nói nặng mình rồi thì nhịn không? Thì cũng không chịu nhịn, sợ thua, phải không? Như vậy cho nên rồi nó không có hòa. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử thử trả lời cho tôi coi. Nếu chúng ta đi ra đường, bị ai đó họ có những cái ác ý, chúng ta không có làm gì đáng lỗi, họ vội vàng họ chửi cha chị, cái lúc đó giận không? Có nổi giận không? Nó chửi cha tôi thì cái nổi giận liền. Nhưng mà tôi chỉ nói lại rằng khi người ta nói cha chị, cái liền thưa rằng cảm ơn anh hay cảm ơn chị đã nhắc tới ba tôi. Vậy thôi. Thì nói cha chị thì giờ mình quên, ổng nhắc, người ta nhắc lại giùm cho mình nhớ thôi, có tội gì đâu. Nổi giận lên để làm gì chứ? Đó. Rồi giả sử như khi nào mà mình làm cái gì trái ý họ, họ mắng cái chị là con bò, thì trả lời sao? Nói dạ phải, tôi có uống sữa bò. Uống sữa bò thì cái tế bào bò nó có trong mình rồi, cái cãi làm chi, phải không? Vậy thì có xấu hổ gì đâu. Vậy đó mà nghe nói con bò thôi giận đùng đùng lên rồi là hung dữ nhau, chứ xét là thật thì có gì đâu đáng kể. Thì hiểu vậy thì quý Phật tử cười hoài, không có gì đáng giận hết. Cái đó là họ khi trí tuệ họ không sáng, họ bực bội, họ nói bậy, lời nói vô nghĩa. Mà mình chụp cái lời vô nghĩa để giận thêm thì hai bên đều vô nghĩa hết. Bây giờ quý vị thấy hai người đứng chửi lộn nhau, có người nào phải không? Có chửi lộn thì không có phải, mà phải thì không có chửi. Mà bây giờ ai cũng muốn giành phải đó, cho nên chửi lộn đó. Nếu mà hai người chửi lộn thì không ai phải hết trơn, nó bậy hết trơn chứ không có phải. Cho nên cái người biết tu phải tập cái hòa quán đó. Như vậy thì quý vị nghĩ như những người lớn có đức hạnh thì không ai dám chửi, còn mình còn nhỏ hay là mình không có tài, không có cái gì hay cho nên họ khinh mình, họ chửi, có phải vậy không? Đâu phải vậy, người lớn cũng vẫn bị chửi như thường. Chẳng những người lớn thường, mà kể như ông Phật của mình á, ông có bị chửi không? Các Phật tử ngạc nhiên lắm, Phật ai cũng cung kính 100%, có bao giờ mà Phật bị chửi? Như sự thật Phật cũng bị chửi như thường đó. Mà Phật chửi thì Ngài xử sự làm sao? Thì đây tôi kể hai câu chuyện liên hệ cho quý vị nhớ. Có một lần Đức Phật đi khất thực, đi vào cái xóm Bà La Môn. Rồi Phật khất thực, những người đệ tử Bà La Môn thấy Phật, họ quý kính, họ đem cơm, họ xới cực cúng dường cho Ngài. Thì sau khi có cơm rồi, Ngài tới với cội cây trong xóm ngồi Ngài ăn. Ăn xong cái Phật tử, những người đó họ bu chung quanh họ hỏi đạo, Phật thuyết pháp cho nghe, nghe cho họ xin quy với Ngài. Thì như vậy đôi ba lần cái xóm đó từ những người đệ tử Bà La Môn biến thành đệ tử Phật hết.
Thế ông thầy Bà La Môn đó ông tức quá. Hôm sau Đức Phật đi vào đó khất thực. Phật đi trước, ông đi sau, ông kêu tên Phật ông chửi. Ông chửi thậm tệ. Mà ông chửi thì chửi, Phật cứ từ từ đi, không trả lời gì hết. Phật đi từ 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 đi. Thì ông tức quá, ông lại ông chặn đường. Ngài Cù Đàm, thầy có nghe tôi chửi không? Đó. Thì ngài nói nghe. Nghe sao không trả lời? Thì Phật nói rằng nếu nhà ông có cái đám giỗ mời thân quyến tới dự, rồi khi cúng kính xong những cái quà còn nhiều mới phân chia tặng người này người nọ, giờ ông đem quà ông tặng người đó mà người đó không nhận thì món quà về ai? Nói tôi tặng mà không nhận thì về tôi chứ về ai? Phật nói cũng vậy, ông chửi người ta không nhận thì về ai? Còn bây giờ quý Phật tử nghe người ta chửi nhận không? Nhận cho nên thành là mình bị chửi. Còn cái này Phật không nhận, Phật đâu có gì, đâu có dính dáng gì. Mà không dính dáng gì thì cái người chửi tự phải nhớ, tự phải chịu. Phật đâu có chịu. Như vậy thì quý trọng đức hạnh cao cả như Đức Phật mà cũng vẫn bị người ta chửi, chứ đâu phải không chửi. Nhưng mà cái thái độ của ngài, khi người ta chửi mà không giận không buồn, biết thương họ, họ nói vậy. Cho nên rồi khi họ hỏi thì ngài chỉ trả lời một câu là nếu mà ta không nhận quà thì cái quà đó về ai? Thì tự nhiên người ta không nhận thì về mình chứ về ai? Thì bây giờ chửi người ta, ta không nhận thì về ai? Bây giờ Phật tử nghe người ta chửi nhận không? Người ta nói giùm người đó thầy, nghe người ta chửi nhận hay là không nhận? Đừng nói là chửi mà nói lén nhỏ nhỏ cũng ráng nghe nữa chứ. Phải không? Ráng nghe để mà nhận. Cho nên nhiều khi Phật tử chúng ta có cái bệnh, đi đâu mà nghe ai nói thầm thì cái gì đó, cái muốn nghe hay không muốn nghe, cái gì cũng ráng nghe. Chứ còn họ nói gì, có cái tên mình ở trong hay không? Phải không? Đặng có, nếu có thì để mà bực tức, để giận hờn. Còn Phật kêu tên chửi mà Phật không màng. Đó, nếu mà Phật hồi xưa khi người ta chửi Phật, Phật đứng lại rồi cãi lộn với người đó, thì bây giờ chúng ta có lại Phật không? Lại không? Thì Phật cũng như người ta, có hơn gì đâu. Chính vì Phật không có lãnh, không có nhận, cho nên ngài không buồn, không giận. Ngài không buồn giận khi mà họ hỏi ngài, ngài nói cách tự nhiên như vậy, rồi người ta tự xấu hổ. Như vậy thì chính vì cái tâm sáng suốt từ bi của ngài mà bây giờ chúng ta mới lại ngài. Còn một lần nữa, cũng một hôm Phật đi khất thực, cũng dùng đó đệ tử Bà La Môn theo Phật nhiều quá. Kỳ này ngài đi khất thực thì ngài đi ung dung đi, thì người thầy Bà La Môn mới ra cũng kêu tên ngài chửi, chửi hoài, ngài cũng cứ ung dung đi. Tới cuối cùng ông Bà La Môn cũng tức quá, chạy lại chặn đường Phật, nói Cù Đàm, ông thua tôi chưa? Cái Phật liền nói bài kệ: người hơn thì người thua, người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ không yên, hơn thua hai đều xả, đều được yên ổn ngủ. Không có nghĩ hơn thua, nếu mà bỏ cái hơn thua cho nên ngủ mới yên mới vui. Còn nếu mà chấp hơn thua là thấy mình thua thì mình quán hận cái người hơn, cho nên hơn thì bị người ta quán. Còn nếu mà thấy mình thua thì ngủ không yên, tức quá nói câu đó mà mình không trả lời được, tức đó. Quý Phật tử có bị tức không? Ai nói cái gì bị nặng mình là trả lời không được, về ngủ không được, phải không? Thấy mình thua, thua cái bực bội ngủ không yên. Vì vậy mà Phật nói
hơn thua hai đều bỏ hết, thì người đó yên ổn ngủ, thôi ông Bà La Môn cũng chịu thua đó. Như vậy thì quý vị thấy chính Đức Thế Tôn chúng ta cung kính quý trọng Ngài là Ngài ở trước những cái ngang trái như vậy mà Ngài vẫn nhẫn nhịn được, cho nên chúng ta mới phục mới kính. Còn ngày nay chúng ta tu muốn cho người ta quý mình, ta trọng mình, mà động tới cái mình sân si với họ thì như vậy họ kính phục được không? Cho nên cái tu hành không phải chúng ta giành hơn giành thắng đó là thành công, mà cái hơn cái thắng đó là người mê họ nói xàm nói bậy, chúng ta tỉnh, chúng ta phải giữ được cái thái độ an bình hòa nhã, không có giận hờn. Không giận hờn thì cái người đó mới là người thông minh sáng suốt. Cũng như tôi thường ví dụ, nếu như chúng ta đi vào trong bệnh viện tâm thần thăm người quen, người thân của mình bệnh nằm trong đó, khi mình đi vô mình không chọc ghẹo gì hết, mấy người bệnh tâm thần họ thấy mình vô cái họ bu là họ chửi mình, thì lúc đó chúng ta phải nghĩ gì sao? Nên giận họ hay là nên thương họ? Nên giận hay nên thương? À, như vậy thì cái người bệnh tâm thần họ không biết phải quấy, họ chửi mình vì biết họ bệnh cho nên mình thương, phải không? Chứ không có giận, bị chửi mà không giận. Bây giờ chúng ta sống với mọi người chung quanh, có những khi chúng ta không làm việc quấy, việc xấu mà họ cứ đổ ta làm quấy làm xấu, thì như vậy cái đầu của họ tỉnh hay tỉnh sáng không? Hay là bệnh? Việc không có mà họ cứ nghĩ là có, việc không làm họ cứ tưởng mình làm, thì đó là sáng suốt là bệnh. Như vậy thì họ cũng giống người bệnh tâm thần vậy. Họ giống người bệnh thì nên thương chứ nên đâu có nên giận. Nếu mà chúng ta gặp mấy người bệnh tâm thần chửi chúng ta rồi chúng ta đứng là chửi lại thì người bàng quan sẽ nói sao? Thì ông kia điên thì chị này cũng điên luôn, phải không? Thì họ điên họ chửi bậy thì mình chửi với người điên thì mình cũng điên với họ, phải không? Cho nên họ điên chúng ta không điên, thì khi họ điên chúng ta không điên là họ chửi mà chúng ta thương, phải không? Thương đó là chúng ta không điên như họ. Còn ở đời cũng vậy, có nhiều người những chuyện vô lý mà họ mắng chửi mình, thì họ vô lý, đã vô lý mà mắng chửi mình thì biết họ cái đầu óc họ chưa có tỉnh táo, chưa có sáng suốt. Không tỉnh táo sáng suốt mới nói bậy, bây giờ mình lại chụp cái nói bậy của họ để mình nói bậy theo nữa thì mình có hơn họ không? Thì người kia điên 80% thì mình cũng được 50%, phải không? Thì bàng quan thấy hai người điên hết trơn à. Mà quý vị nhìn kỹ hai người mà đứng chửi lộn với nhau đó không khác gì người điên tí nào hết á. Như vậy thì tất cả chúng ta nên làm người sáng hay là nên làm người điên đó. Như vậy cho nên ai biết tu thì người kia mê chúng ta phải tỉnh, người kia điên chúng ta phải là sáng suốt, chứ không nên cứ ăn thua với những người điên đó, rốt cuộc không ai hơn ai hết. Đó là cái điều rất là quan trọng mà ở thế gian không biết. Nhiều khi những cái lời nói hết sức là vô nghĩa mà trả lại nổi nóng rồi giận nhau cãi nhau thành việc lớn, rồi từ đó mà nập khổ, nó khổ này kéo đến khổ nọ, từ ở ngoài đời cho tới trong đạo cũng vậy. Nhiều khi những câu chuyện xảy ra rất là nhỏ mà rồi không khéo hòa với nhau trở thành lớn, lớn rồi tới có khi phải làm dữ, làm hung làm dữ, hung dữ rồi có khi lại còn muốn sao nữa. Những người thấy thua tức quá cây sao
rồi tự tử. Muốn tự tử nữa phải không? Cái đó là cái hết sức là dại khờ. Tôi nói cho quý vị thấy, vừa rồi tôi đi bên Úc, có một người Phật tử nữ lại thưa với tôi: thầy làm ơn về cầu an, để cầu siêu dùm cho người bạn của con. Rồi tôi hỏi bạn của cô sao phải cầu siêu, thì nói anh ấy cái tâm thần không được sáng, ảnh tự tử bằng cách thắt cổ chết ở trong cái vườn nhà. Hai vợ chồng vợ đi làm ở nhà cái thắt cổ chết. Rồi mà sau khi thắt cổ chết rồi thì hai ba hôm con nằm con thấy ảnh hoài. Nhưng vô rồi ảnh đi tới nhà, anh đứng ngoài sân, ảnh kêu nó lạnh quá, làm sao cho anh bớt lạnh. Thì cô ấy cũng nói con đem cái mền, nên anh lấy mền cho em mà đắp, nó không được, anh đắp không được. Mà luôn mấy hôm thì thấy như vậy. Như vậy mới biết rằng cái liều lĩnh để mà chết thì đó sanh làm loài ngạ quỷ, lang thang khổ sở, chứ không phải là hết. Đó. Gần nhất cách đây chừng 1-2 tuần, nó xảy ra một việc ở dưới hồ Tiền Lâm bên cạnh chùa thiền viện của tôi. Ba đứa học sinh lớp 11 nó đi chơi, nó rủ nhau xuống một con thuyền của mấy người làm củi đó. Nó bơi đi chơi, bơi hồi cái chìm. Ba, bốn đứa mà chìm rồi thì có một đứa lội lên được, còn ba đứa chết chìm. Thì cha mẹ nó hay được, lại nhờ trên thiền viện cầu nguyện được giùm, đưa tay cầu nguyện. Thì ba hôm sau có một đứa ở với Đức Trọng, gia đình là Đức Trọng, mẹ nó bất thành cái lên, lên cái nói chuyện, nói là con chết hôm đó vậy vậy đó, bây giờ ba má đừng có khóc nữa, con vui lắm, con được mấy thầy cái cô mời về ở trên chùa, con học đạo, con tu, con vui lắm. Thì khi đó người hàng xóm thấy người mẹ nói như vậy, họ không tin, họ nói chắc là bà điên, bà nói bậy. Rồi hỏi chứ như vậy thì mày học cái tổng mấy bạn học mày, đứa nào kể tao nghe coi. Nó kể rõ từng đứa. Cho nên rồi cha mẹ nó mới đem hương quả là lên chùa nhờ quý thầy quý cô tụng kinh thêm. Thì như vậy quý vị mới thấy rằng cái chết không phải là hết, mà càng chết quan chừng nào thì cái phong linh đó nó cứ lẩn quẩn lang thang khổ sở. Nên người biết tu rồi, dù có cái việc gì xảy ra buồn phiền mấy cũng bỏ qua, phải sáng suốt ráng mà tu, ráng mà tụng niệm tu hành, cái đó là cái cứu mình. Còn cái liều chết bậy bạ không có cứu mình được. Cũng như ở Bình Dương có cô bé đó, đi học thi đại học năm thi cử nhân, khi thi cử nhân thiếu một điểm là đậu mà bị đánh rớt. Rớt về tức quá cô tự tử. Rồi khi tự tử rồi cái ít hôm nó kêu mấy người chị về kêu, nó thấy nói giờ em khổ lắm, em sống lang thang đói lạnh khổ lắm, giờ mấy chị giúp giùm em. Thì mấy người chị không biết làm sao, thì nhân có đi xuống với thường chiếu nghe kinh, rồi mới đưa cái tên nó vô trong đó nhờ quý thầy quý cô cầu nguyện giùm. Cầu nguyện ít bữa thì nó cho mấy chị nó thấy, nói bây giờ em khỏe rồi, anh chị đừng lo cho em nữa, em bây giờ em vô chùa chỗ cái nhà mà làm thuốc đó, em phụ với người ta, em khỏe lắm. Thì nhà làm thuốc tức là bên Linh Chiếu có cái tệ tỉnh đường, nó vô đó nó hùng nó làm. Thì như vậy mới thấy rằng cái chết không phải là hết. Chúng ta đừng có bực bội liều lĩnh, và đó là cái khổ dây dưa nó không cùng. Cho nên cái người biết đạo biết tu rồi, nhất là trong thế giới
ni chúng trẻ trẻ đó, khi nào gì bực mình lắm cũng cười thôi bỏ qua, chứ không có nên nói tức quá tự tử chết, thì cái đó là cái nguy hiểm, không có tốt. Tự mình không có giải thoát mà nó còn làm triền miên luân hồi, lại còn làm khổ lây cho nhiều người khác nữa. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy rõ, chúng ta tu không có nghĩa là chúng ta chỉ tụng kinh niệm Phật tọa thiền không là đủ, mà phải sống đúng với cái tâm của người hiểu đạo. Mọi cái việc hơn thua phải quấy của huynh đệ với nhau không có gì là đáng hết, đó là cái chuyện nhỏ. Mà việc lớn của chúng ta là làm sao thoát ly sinh tử, cái đó mới là cái cao siêu, cái đó là cái mục đích mà chúng ta nhắm. Mà muốn thoát ly sinh tử thì trước hết sống với huynh đệ, sống với mọi người chung quanh, chúng ta phải hòa nhã, thuận thảo, vui tươi. Nhờ cái hòa vui đó mà lòng chúng ta yên ổn, chúng ta tu hành nó được nhẹ nhàng. Chứ còn nếu mà tối rồi sắp ngồi niệm Phật mà giận ai cãi lộn rồi chiều, tới giờ niệm Phật niệm được không? Thì cứ nhớ câu ta chửi mình hoài. Đó, còn ngồi thiền cũng vậy, nếu mà tới giờ ngồi thiền mà hồi chiều cãi lộn với ai đó thì tối ngồi cũng không yên, cứ nhớ chuyện nói qua nói lại, rốt cuộc rồi mình tự thiệt thòi. Cho nên cái người biết tu, khéo tu thì phải luôn luôn giữ đúng cái tinh thần lục hòa của Phật dạy. Mình tu dù chưa giải thoát nhưng giữ được lục hòa thì trên đường tu của chúng ta sẽ hoàn toàn thanh tịnh, sẽ được an ổn. Niệm Phật thì được nhất tâm, tọa thiền thì dễ định, đó là cái thành công của chúng ta. Còn nếu mà không như vậy thì tự nhiên chúng ta phải bị nhiều cái khổ lụy, tu mà không có giải thoát ngược lại còn trầm luân. Vì vậy mà tôi thấy vấn đề lục hòa là thiết yếu, là quan trọng cho cuộc sống tu hành của chúng ta. Nên hôm nay về đây được quý thầy quý cô tiếp đón và nghe chúng tôi nói chuyện, chúng tôi đem hết cái tâm tư của mình, cái chỗ mà tôi mong mọi người đều sống được như vậy, để mà trình bày cho quý thầy quý cô và quý vị nghe hiểu rồi ráng ứng dụng. Dù không trọn vẹn chúng ta cũng được 80-90%, thì như vậy thì cái đời tu của chúng ta xứng đáng. Cho thực ra ai rồi cũng tới ngày già, già rồi tới ngày chết, có sống đời ở đâu. Nào chùa to Phật lớn cũng là trò chơi, dù cho đệ tử bao nhiêu cũng là trò chơi thôi. Cái quan trọng là cái tâm mình tự an ổn thanh tịnh, không còn vướng bận những cái trói buộc của thế tục nữa, thì đó là cái nhân giải thoát. Chúng ta đã gieo cái nhân giải thoát thì phải ráng nuôi trồng nó, để rồi đến được cái quả giải thoát sau này. Đó là lời tha thiết của chúng tôi yêu cầu quý thầy quý cô ráng cố gắng thực hiện tu hành. Đó là cái buổi nói chuyện tới đây xin chấm dứt. Thôi tất cả quý vị đi ngồi tại chỗ chắp tay để hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.